Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Gotama dạy: Phần 2. Đầy đủ năm pháp này thì người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi giữa ác thú đọa xứ địa ngục, thế nào là năm? 1. Có hận, lòng căm giận, oan hờn sâu sắc đối với kẻ đã làm hại mình. 2. Bất tín, không tin tưởng, không cho là thật hoặc là không giữ lời hứa. 3. Vô tạm, không biết hổ thẹn khi làm việc xấu. 4. Vô quý, không biết xấu hổ khi làm việc ác mà bị người phát hiện cũng không hối lỗi với người. 5. Ác tuệ, nghĩ xấu cho người và dùng ý nghĩ muốn hại người. Ví dụ như có một vị chân tu giảng đúng chánh pháp, không làm nhân quả, dạy mình làm lành lãnh dữ, hiếu thảo cha mẹ, vân vân, nhưng mình lại không tin và nghi ngờ vị thầy đó ham lợi dưỡng cúng dường, rồi mình dùng lời thóa mạ chế giễu bổ bán Phật pháp mà mình không hề biết hổ thẹn với việc làm xấu của mình. Và khi được người nhắc nhở khuyên răn, mình cũng không biết xấu hổ với người mà còn sân si tức giận và còn dùng ý nghĩ xấu ác cho rằng cùng đạo nên binh vực nhau. Đầy đủ năm pháp này thì người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, trích trong kinh Tương Ưng Bộ 2 chương 3 Tương Ưng Nữ Nhân trang 305 Samyutta Nikaya Tạng Kinh Nguyên Thủy